bộ trời rồng, thiền lòng bát bộ. Đạo tràng của chúng ta hiện nay đều có các vị thiền lòng che chở. Chắc mọi người còn nhớ thời gian mới dọn tới Kim Luân Thánh Tự, và khi bắt đầu tu sửa thì ở lưng trời người ta thấy có Đức Bồ Tát Quán Âm hiện ra. Ngài đặt chân trên lưng con rùa và thị hiện ở không trung. Một chuyện khác là hồi đó có người cho tôi hay rằng ngay tại góc đường phía đông của khu này có một quán rượu. Trong quán có đủ thứ trò quỷ quái, nào là ma túy, nào rượu, nào thoát y vũ. Đi vào đi ra toàn là hạng ăn chơi trụy lạc. Đường lúc chúng ta sửa soạn để khai quang cho đạo tràng thì quán rượu này bị cảnh sát ra lệnh đóng cửa. Khu này ngày trước uế tạp, nay trở thành khang trang sạch sẽ. Đó chính là nhờ tám bộ thiên long ủng hộ cho đạo tràng nên mới có sự cảm ứng như vậy. Chỗ đạo tràng này nguyên là một ngôi giáo đường, nhà thờ cũ, cư dân đa số là hỗn tạp, họ ăn ở thiếu sạch sẽ, khi ăn khi uống tùy tiện xả rác. Thành thử loại chuột kéo đến rất đông. Chúng ta đến đây để hoằng dương Phật pháp nên bổn phận của bát bộ thiên long tất phải hộ trì đạo tràng, do đó họ phải đuổi loại chuột đi nơi khác. Thật ra tôi chẳng có vấn đề gì với loài chuột, nhưng có chuột thì thiếu vệ sinh, khiến cho những ai đến đây đều có cảm tưởng nơi này là dơ bẩn. Bởi vậy, chúng ta phải cầu sự giúp đỡ của Thiên Long Bát Bộ. Xin các vị ấy hãy làm nhiệm vụ ủng hộ đạo tràng bằng cách xua đuổi chuột cùng các thành phần bất hảo ra khỏi nơi này. Tám bộ, bát bộ là chỉ trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già và Câu Lâu La. Các vị này đều hộ trì đạo tràng. Hôm nay nhân dịp tôi giảng tới chỗ này mà nhắc tới các vị thiên long, vậy xin các vị hãy làm nhiệm vụ của mình, nhất định sẽ ra tay hộ trì cho đạo tràng của Phật. Các chư thiên ở trên cõi trời trong quá khứ đã từng phát nguyện ủng hộ đạo tràng của Phật. Rồng thuộc loại linh vật, cũng là một chúng sanh. Tại sao lại làm thân rồng? Trong quá khứ họ đã tu đạo, nhưng tu theo kiểu thừa cấp giới hoãn, nghĩa là tu các thừa thì gấp gáp, mà tu trì giới thì trễ nải. Chữ thừa ở đây là chỉ tiểu thừa, đại thừa. Họ nguyện tu các pháp đại thừa, nguyện tinh tấn, dũng mãnh, nhưng lại muốn đi đường tắt cho mau, muốn được thần thông. Do đó họ đi khắp nơi tìm Phật pháp, kiếm mật tông và chuyên tu theo tông này. Cách thức họ tu như thế nào? Họ không chú trọng giới luật, không giữ giới. Những người giữ giới phải luôn luôn theo đúng câu diệt ác thì tránh, diệt lành thì làm. Trong khi đó họ ăn cắp đầu lâu của xác chết để luyện công niệm chú. Có khi họ ăn cắp bài vị tổ tiên của gia đình người ta, rồi biến các vong linh đó làm quỷ để sai khiến. Chữ thừa cấp là nói về sự tinh tấn dũng mãnh của họ trong việc luyện công, đặng có thể tiến bộ mau như hỏa tiễn vậy. Giới hoãn là nói họ không coi trọng giới luật, mặc sức hành động. Kể cả các giới như giết hại, ăn cắp, dâm dục, họ đều không tuân thủ. Vậy thì còn nói gì nữa? Quý vị coi, họ ăn cắp đầu lâu, ăn cắp bài vị tổ tiên của nhà người ta, lấy cả mấy cây trồng trên mộ phần để luyện phép. Vì tu pháp với tâm tham như vậy, do đó mới có câu thừa cấp giới hoãn. Vì thế mà phải đọa mang thân rồng, tuy có thần thông nhưng vẫn là loài súc sinh. Tuy nhiên rồng cũng là loại linh vật, có thể thu nhỏ, có thể hiện lớn, khi ẩn khi hiện vô chừng. Có điều chúng rất sợ ánh sáng mặt trời, bởi một khi có ánh sáng chiếu tới, chúng cảm thấy khổ sở như bị lửa đốt thân, khiến chúng phải đổ mưa xuống, giống như người ta tắm gội vậy. Dạ xoa còn gọi là tiệp tật quỷ, nghĩa là con quỷ chạy nhanh. Có loài chạy trên không gọi là không hành, có loài chạy dưới đất gọi là địa hành, cũng có loài đi dưới nước gọi là thủy hành. Chúng chạy nhanh hơn xe hơi, hơn cả máy bay, có thể so với hỏa tiễn, nhưng hỏa tiễn cũng không thể thần tốc bằng dạ xoa. Chỉ cần một niệm là ngàn dặm, vạn dặm cũng tới được.
Dạ xoa cũng có nhiều chủng loại, kể cả ngàn dạng thứ khác nhau, giống như các loại chư thiên và rồng, không thể kể hết được. Loài người chúng ta cũng có loài da trắng, da đen, da vàng chẳng hạn. Rồi trong số này lại phân chia thành quý vị ở phương Bắc, tôi ở phương Nam, người này ở Đông, kẻ kia ở Tây. Trong số rồng thì có rồng xanh, rồng vàng, rồng lửa, rồng trắng, rồng đen, vân vân. Mỗi loài chúng sanh đều chia thành nhiều hạng. Trên thế giới này có biết bao nhiêu loài chúng sanh, rồi mỗi loài lại phân thành ngàn dạng giống, có hình tướng khác nhau, đa dạng vô cùng. Đó chính là điều kỳ diệu của thế gian. Không ai hiểu được sự bí mật của tạo hóa. Có người bảo rằng, ngày nay người ta đã lên tới cung trăng, vậy chuyện gì con người cũng sẽ làm được cả, chẳng có gì là không biết được. Quý vị nên nhớ rằng, dẫu từ địa cầu này, quý vị có thể lên tới các tinh cầu khác, nhưng có biết đâu, chỉ cần một trái bom nguyên tử hay bom khinh khí nổ tung, một trận động đất hay núi lửa bộc phát, dù đó là thiên tai hay do con người tác động, thì nguy cơ hủy diệt nhân loại vẫn có thể xảy ra. Càng ngày, bí mật của thế giới càng được khám phá, các vấn đề lần lượt được sáng tỏ. Nhưng khi sáng tỏ đến cực điểm thì màn hắc ám lại trở lại. Tôi nói một tỷ dụ, buổi ban mai chúng ta thức dậy, trời rạng sáng, rồi tới khi sáng đến cực điểm thì dần dần về chiều, trời tối, chúng ta đi ngủ và nhắm mắt đi vào giấc mơ với đầu óc mù mờ. Trong thế gian này, chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều đi theo cái dòng tuần hoàn này. Càng các bà là loại biết âm nhạc, tấu nhạc hay vô cùng. Mỗi khi chúng cử nhạc thì tất cả chư thiên thượng giới đều chú ý lắng nghe đến say mê túy lý như người uống rượu, không còn biết đến chuyện gì chung quanh. Tuy nhiên, không dễ gì bảo chúng tấu nhạc cho chúng ta nghe. Chúng có một nhược điểm là ưa ngửi mùi hương. Ở đâu có mùi hương thì dầu xa xôi cả ngàn vạn dặm, chúng cũng tới ngay để thưởng thức hương thơm. Vua trời có một thứ hương, chuyên dùng ví dụ Càn Thác Bà. Có mùi hương thì Càn Thác Bà liền tới, rồi ở đấy nhảy múa ca hát tấu nhạc. Nên Càn Thác Bà còn được gọi là khú hương thần, nghĩa là thần ngửi hương. Ở trên đã nói qua về loài rồng. Vậy trong loài rồng có 8 vị Long Vương, vua rồng. Loại Càn Thác Bà thì có 4 Càn Thác Bà Dương. Atula là loài hay nổi giận, người nào hay tức giận đều ít nhiều có hạt giống Atula. Tại thiên giới, Atula được gọi là loài không có rượu, vô tửu, bởi chúng không có rượu để uống. Chúng còn được gọi là loài phi thiên, tức là không phải là dân thuộc thiên giới. Tại chốn này, chúng chỉ là kẻ cư ngụ bất hợp pháp. Tuy rằng Atula cũng được xếp vào hàng chúng sanh của một cõi lành, thiện đạo trong 6 cõi của dục giới. Tại thiên giới, chúng thường giao tranh với các thiên tướng, thiên binh để lật đổ ngôi vua trời, đặng có thể trở thành Thích Đề Hoàng Nhân, đế thích. Atula cũng có 4 loại, chúng có thiên phước mà không có thiên quyền, nghĩa là chúng ở trên thiên giới và được hưởng phước nơi đây, nhưng lại chẳng có quyền hành như chư thiên. Đại loại như các cư dân sống bất hợp lệ ở nước Mỹ, tuy được hưởng các tiện nghi của nước Mỹ, đó là phước báo của họ, nhưng họ không có quyền tham gia vào việc điều hành của quốc gia này. Câu lâu la là giống chim đại bàng cánh vàng, có thể biến thành lớn, thành nhỏ, khi ẩn, khi hiện. Cánh chim trải rộng ra có thể tới 330 do tuần. Mỗi do tuần dài chừng 40 miles. Vậy 330 giờ tuần thì quý vị tưởng tượng nó xa tới đâu. Mỗi khi chim bằng vỗ cánh, nước biển bị quạt hết, thì cung điện loài rồng đâu còn nữa. Rồng lớn, rồng nhỏ đều bị nuốt hết. Quý vị bảo ghê gớm như vậy ư? Cũng chưa ghê gớm lắm đâu. Kalola thần thông quảng đại, nên loài rồng rất sợ Kalola. May là chúng đã quy y Phật, sống hòa bình, không còn tàn sát các giống khác. Kalola cũng có 4 loại.
Muốn biết thêm chúng có những tên gì thì hãy xem trong phẩm tựa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ở đấy nói rất rõ ràng, thần thông biến hóa của các loại đại bàng cánh vàng này thật là không thể nghĩ bàn. Chúng vỗ cánh một cái thì nước biển bị tát cạn, vỗ cánh hai cái là núi bị bạc đi, lấp bằng đáy biển. Đó là thần thông dời núi lấp biển của Câu Lâu La. Khẩn Na La thì như thế nào? Chúng cũng biết âm nhạc, còn được gọi là nghi thần, bởi vì hình dáng giống người, ngoại trừ trên đầu có một cái sừng. Chúng chơi âm nhạc rất giỏi. Ma Hầu La Già là một loại trăng lớn. Nói chung, Thiền Lâm Bát Bộ đều xuất thân từ các hạng yêu ma quỷ quái, rồi về sau cải tà quy chánh, theo về Phật, trở thành một giới hộ pháp. Ngẫm lại, người bạc ác mà biết hồi đầu đều biết làm các điều thiện, cho nên có câu nói bể khổ không bờ, quay đầu là bến. Phạm những tội thập ác ngỗ nghịch nhưng biết sửa lỗi lầm thì vẫn có thể trở thành người tốt. Tám bộ quỷ thần này tự cảm thấy nhiều lỗi lầm trong quá khứ, bởi đã phá hoại pháp Phật, làm tổn thương Phật giáo. Tới khi lương tâm nhận ra điều này, chúng đã phát nguyện làm hộ pháp. Người và chẳng phải người. Người là chỉ những người phát tâm đến hậu trì Phật giáo. Chẳng phải người tức là không phải loài người. Chỉ các loài chúng sanh khác cũng phát tâm hộ trì Tam Bảo. Vô lượng đại chúng thấy điều cung kính dây quanh nghe Phật thuyết pháp, đồng không kệ xiết. Cả thảy điều cung kính dây quanh nghe Phật thuyết pháp. Lúc đó đại chúng trong pháp hội rất đông, không thể kể gồm bao nhiêu người, tất cả cung kính dây kính xung quanh Đức Bạt Già Phạm. Và Ngài thuyết pháp cho các chúng sanh trong pháp hội. Om Ha 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 Un Sam Mo Di So Ha.